trời. Bổ cái gô luôn mọi người ơi. Trời. Quá sức rồi. Gì ghê vậy? Cái lóc cái gì vậy? Cái lóc cái gì? Xin chào mọi người nha. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ. Sáng nay mình đi thăm mấy cái bẫy nữa nha mọi người. Hôm nay nước quá chừng luôn. Ngay cái đường nước này cái nè. Hôm qua trời mưa lớn quá chừng luôn. Hình canh cá trong mấy cái hồ ngập nó ra. Đây cái này nè. Trên cái lò bự luôn. Làm cái lò cho bá luôn nè. Bổ cái gô luôn mọi người ơi. Trời. Quá sức rồi. Trời. Nên trong hồ nó ra chắc luôn nè. Khủng khiếp. Hết hồn luôn. Nồi ốc thì chứ. Trời, cái mấy cái gô trong hồ nè. Nào nó mọc lụ luôn quá. Quá trời đã mọi người. Đây nè mọi người. Con nào có thấy hết hồn không? Này trong hồ ra chắc luôn. Cứ giữ nữa rồi. Cái con cá gô mà đổ ra không gà luôn. Hết hồn. Quá trời. Đây nè mọi người. Quá trời cái gô. Quá trời đã. Nào cũng nói vậy thôi. Thứ nào cho nó. Hết hồn chưa. Mày nó bên chua là hết bài. Quá trời ngon mọi người. Quá đã. Mình để nghe coi đằng kia mấy cái này. Em đi thăm luôn. Đây, thăm chân này cái này nè mọi người. Còn mình đi thăm mình quay nó hơi khó xíu. Gì ghê vậy? Cái lóc cái gì vậy? Cái lóc
cái lóc bây giờ. Cái gô nữa mọi người ơi, trời trời cái gô nè, làm tung đùng đùng tưởng cái lóc không chứ, cái là cái gô nữa. Này mưa lớn nhất trong hộ ra nè. Đã ghiền chưa? Quá ngon luôn mọi người ơi. Phê chưa? Hai chúng bày cá rô khủng rồi. Quá im. Hôm nay cái nó nè mọi người. Cái có gì không ha, chưa thấy con em cua. Cái gô nó gì cái xô trời ơi, mấy cái gô nè. Dạ. Cứ giữ nữa rồi. Người trong hồ ra chắc luôn. Đây nè mọi người ơi, sáng mình đổ mới gặp nguyên một ổ cái gô luôn nè. Nào thấy nó mập lũ nu luôn trời. Đã ngon. Qua mưa lớn qua này chắc trong hồ ra nè mọi người, quá trời đã luôn. Cái này nấu canh chua hoặc kho khô tiêu là phải nói là tuyệt vời luôn, quá ngon. Đã gì đâu. Nè, con này dám lên ruộng đẻ chừng có trứng nữa đấy. Quá đã mọi người ơi. Ấm rồi, như này ấm lòng rồi đó. Rồi mình xin kết thúc cái video của mình đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người theo dõi nha. Xin chào mọi người ha. Đây nè, nào nói vậy vậy không là mọi người ngon. Quá chất lượng luôn. Cực kỳ ngon luôn.